Trước trận đấu thì ông có nói là trận đấu thường khó khăn, nhưng nay chúng ta thắng khá đậm, thì với số ngoài dự tính thì không? Đổi không được rồi, đến chuyện gì thế sự là đàn ông kia vốn gì không chắc kiếm gì nào không xong để sang đến số mà đi rồi thì nha ở chỗ đó đến trong một số sự sinh đó hai ý một số cái sự đơn giản đó thế sự là một công việc xong một số cái cái bản sự đấy. Thực ra thì đối với làm cái nghề huấn luyện viên thì chúng ta biết là mỗi trận đấu ấy, thì nói thật là chúng tôi cũng phải luôn luôn nỗ lực hết sức. Một cái trận này là cái trận đầu tiên, chúng ta biết là cái trận này rất là khó, thường là những trận đấu khó khăn. Chúng ta biết là có rất là nhiều cái biến số. Với tư cách là huấn luyện viên thì tôi cũng luôn luôn căng thẳng hồi hộp cho cái trận đầu tiên. Hôm nay là ngày hôm nay thì các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt. Tôi rất là cảm ơn các cầu thủ. Một câu hỏi xin được dành huấn luyện viên Bao Xoa, một câu hỏi dành cho đội trưởng Đỗ Hùng Dũng quản thể trước. Theo ông có thể cập nhật tình hình vì sao Quang Hải lại rời sân sớm vậy hay không, và điều ông hài lòng nhất ở trận đấu ngày hôm nay là gì? Với Đỗ Hùng Dũng thì là người trực tiếp thi đấu hỗ trợ vẹn thời gian ở trên sân, thì theo Dũng cái điều mà chúng ta có được ở trận đấu ngày hôm nay là gì? Thì phép trả lời trước. Hôm nay thì tôi nghĩ là cái điều mà Việt Nam là tốt nhất là vẫn giữ được cái khát khao, cái tinh thần. Thì đội tuyển mặc dù đã thi đấu với nhau qua rất nhiều giải đấu rồi, và đây cũng là lần thứ hai, thằng Việt Bắc là lần thứ ba tuyển tham gia A-cup, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn là vào sân chơi như trận đấu đầu tiên, và cái khát khao không được mất đi, và tôi nghĩ đấy là điều quan trọng nhất. Cảm ơn anh Dương Văn. 아직 제대로 목으로 받지 못했습니다. 뭐 순간적으로 약간 느낌이 온다 그래서 바로 교체를 시켰습니다. 근데 일단 너무 지나고 이야기를 들어봐야 알 것 같고 정확하게. 뭐 감독은 뭐 모든 경기 만족하지는 뭐 할 수는 없습니다. 그렇지만 오늘 선수들이 최선을 다해줬다는 것에 대해서는 감사하게 생각하고 있고, 또 우리가 이 경기를 통해서 다시 비디오를 보고 그 보완해야 될 문제는 보완해서 다음 경기에 그 만약에 경기에 그 잘 준비하도록 하겠습니다. Thực ra thì cái tình hình của chấn thương Quang Hải thì đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa được ban y tế báo cáo chính xác, cho nên tôi cũng chưa thể nói gì lúc này. Thực ra thì hiện tôi thấy là bạn ấy có cái cảm giác là bị giật cái cơ rút chính như thế, cho nên là chúng tôi thay thôi. Có lẽ là tôi phải tiếp tục làm việc với bộ phận y tế để từ đó bộ phận y tế đưa ra một ý kiến chính xác cho tôi. Câu hỏi thứ hai của anh thì thực ra thì làm huấn luyện viên thì chúng ta cũng biết không phải trận đấu nào chúng ta cũng hài lòng được hết cái trận đấu đó, nhưng mà ngày hôm nay thì sự là tôi hài lòng bởi vì tin các cầu thủ tôi đã nỗ lực hết sức. Tôi cảm ơn các cầu thủ. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xem video và chúng ta sẽ bổ sung hoàn thiện đội của chúng ta để làm thế nào chúng ta có kết quả tốt nhất trong cái trận gặp Malaysia sắp tới.체력적인 부분이나 어떤 뭐 소요 면에서는 조금 위협한 부분은 보였습니다. 그렇지만 뭐 그런 시도 자체는 뭐 상대 감독으로서 높이 평가합니다.
Để gọi là đánh giá được cái đội bạn thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là chắc là chúng ta vẫn phải tiếp tục xem video lại, chúng ta đánh giá lại một chút. Nhưng mà thì chúng tôi cũng đã xem video của cái trận lượt trận thứ nhất và trận thứ hai họ gặp cái đội Thái ấy. Thì như công đoàn đã nói thì đây là một đội mà hình như họ cũng giống SEA Games nhưng mà các cầu thủ rất là trẻ. Do các cầu thủ trẻ chính vì thế cho nên họ chơi rất là nhanh, họ chơi linh hoạt, chơi rất là tích cực. Chúng ta biết rằng là tuy nhiên là họ mặc dù là họ cố gắng triển khai bóng theo lối chơi là bóng triển khai từ thấp, nhưng mà tôi thấy có lẽ là hình như vấn đề về thể lực cũng như là cái kỹ năng sở hữu bóng họ chưa đủ, thì chính vì thế cho nên là họ chưa đạt ý muốn. Nhưng mà về tư cách huấn luyện viên thì tôi nghĩ rằng là tôi đánh giá cao cái ý đồ của chơi bóng đó của huấn luyện viên đội làm. Các tuyến đều ghi bàn, ba hậu vệ biên cũng thay nhau được công. Họ đã làm tốt tất cả những giáo án và những yêu cầu trong các buổi tập như là huấn luyện Bắc Sô nêu lên phải. Các tuyến đều ghi bàn, ba hậu vệ biên đều thay nhau được công. Vậy đó phải là một trong những giáo án mà các học trò của ông đã thực hiện tốt ở trận đấu ngày hôm nay.상대 공격을 유도하기 위해서 조금 블록을 공격병을 갖추기 위해서 도리어 블록을 너무 전진시키지 않고 공격을 하게끔 만들었고 후반에는 그 앞에서부터 뭐 상대가 체력적으로 소모가 되었기 때문에 더 힘 좀 우리가 체력적으로 나왔기 때문에 앞에서부터 적극적인 프레싱을 그런 부분. 그러나 네오마 Thực ra nếu mà tất cả các bàn thắng của nó theo cái kế hoạch thì có lẽ là quá hạnh phúc. Thực ra thì trong thực tế thì nó không phải như vậy đâu. Chúng ta cũng biết rằng là hôm nay chúng ta chơi rất là tích cực. Chúng ta biết là ngày hôm nay chúng tôi đã đẩy hai biên rất là cao và chúng tôi tấn công cả hai biên đó. Hiệp 1 thì chúng ta biết là hiện nay cái block của chúng tôi là chúng tôi đã cài cái block xuống thấp một chút. Lý do là chúng tôi muốn giúp cái hàng cầu thủ của đội Lào đẩy lên hết. Thì khi mà đẩy lên hết như thế thì chúng tôi sẽ dễ tấn công hơn. Còn hiệp 2 thì chúng ta đã thấy là rõ ràng là chúng tôi đã chơi áp sát rất là cao. Lý do là chúng ta biết là hiệp 2 thì thể lực họ xuống. Và khi họ đã xuống thì tôi áp cao khá là dễ dàng. Coach 들하고 뭐 어균이 미팅에도 방문했습니다. 뭐 앞에서부터 전반부터 전진 프레셔를 의지하는 부분도 있었고 수비를 조금 더 상대가 좀 공격을 하게 우리가 좀 블록을 내려서 좀 공격 투자를 유도를 좀 상대가 공격하게끔 유도를 해서 우리가 다시 수비수를 조금 더 공격을 가담시켜 놓고 수비수가 없을 때 차단해서 하는 방법이 있었는데 전반에는 우리가 좀 상대 공격을 유도하기 위해서 조금 블록을 적극적으로 잡고 조금 내려가고 수비를 했는데. Thực ra thì tôi cái trong cái cuộc họp với các cái trợ lý chúng tôi, chúng tôi nói thật là chúng tôi đã đưa rất là nhiều ý kiến khác nhau, nói chung là rất là nhiều người có những ý kiến, có nhiều ý kiến, có những ý kiến ví dụ như chúng ta trước tiên thì chúng ta cứ đá từ từ để cho dụ họ cái đã, cũng có ý kiến rằng là thôi mình từ từ làm nào mình dụ họ phân tán các đội hình ra thì chúng ta đá, rồi chúng ta sẽ từ đó chúng ta sẽ phản công lại, chúng ta đá ngược lại, thì đó là hiệp một. Hiệp một chúng ta thấy rất rõ ràng là chúng tôi theo cái sơ đồ đó chúng ta đã dụ họ được họ lên phân tán các đội hình chúng tôi. Last question. Xin câu hỏi cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Hôm nay thì đội Malaysia thi đấu trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thì trận đấu giữa Malaysia và Myanmar ông có xem có cử trợ lý đi theo dõi hay không? Và ông còn nếu có xem thì có đưa ra một ý kiến về trận đấu đó hay không? Và câu hỏi dành cho Đỗ Đình Dũng là hôm nay bạn cảm giác là thi đấu ở trong cái sân bóng mà với sự cổ vũ không khác gì sân đỉnh như thế nào? Ngày hôm nay thì thực ra thì trước đấu thì ngày hôm qua khi mà lãnh sự quán đến thăm đội thì bản thân các cầu thủ cũng đã có nhờ lãnh sự quán là hy vọng là nhận được sự hỗ trợ của cả người dân kiều bào tại Lào đến hỗ trợ đội tuyển Việt Nam trên sân Lào thì rất là mừng khi hôm nay nhìn khán đài thì tôi nghĩ là chủ yếu là người dân Việt Nam đến cổ vũ. Các cầu thủ ở dưới sân thì rất là vui và hạnh phúc khi mà đem lại cái chiến thắng cho đội.
관리계획 임기는 보지도 못했고 아직 결과도 모릅니다. 일단 말레이시아 미얀마 경기는 아마 해태가 바로 그 영상으로 저희 우리 분석관한테 제공하면 그 영상을 우리가 보고 각 코치들이 집중적으로 분석하고 토의할 예정입니다. Tôi cũng không xem cái trận đấu giữa Malaysia với Myanmar là thực tế bây giờ tôi chưa biết kết quả như nào muốn. Kế hoạch làm việc của chúng tôi đó là liên đoàn sẽ nhanh chóng có cái file, có cái video này và chúng tôi sẽ làm chuyển đến nhân viên phân tích của chúng tôi, và từ sau khi chúng tôi đã tiếp nhận cái thông tin đó rồi thì tôi và các bạn huấn luyện sẽ làm công tác phân tích đánh giá. Thank you very much.